Chào anh Phượng, Ồ, sao? chào anh. Thì okay, hôm nay mình trở lại đây từ lúc mà anh mình từ lúc mình trở lại đất đất Mỹ này, đất lại mình trở lại đất Mỹ là cái nào mà không coi tivi, không Khoe không khoe nghe lại đài. chút, khoe 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 Ở khoe lại chút, đâu khoe khoe lại chút. tôi về Đà Nẵng, tôi thấy cô em tôi đâu nó cũng cô đã, đang vẫn còn đang làm xong giấy tờ, vẫn còn đang làm giấy tờ cho hai vợ chồng, mà cũng rất là mừng. Đi cô từ từ Đà Nẵng vô trong Sài Gòn mà đi ra đi vô mấy lần đó anh, tôi 2 tuần lễ 2 tháng rồi ở đó mà cô phải vô Sài Gòn đến 2 lần đó để bổ túc hồ sơ đó. Thành thử ra là tôi hiểu mà làm, tại vì cái người ngoại quốc mà để vô để lập hồ sơ về di trú hộ tịch là nó cho ngay, nó không có nhiều. Mình mới chỉ bắt đầu được khoảng chừng 5 năm mới thôi, thành thử ra Nhưng mà anh ơi, nó có cái đặc biệt cái này là người đứng đất nước Việt Nam mình là hầu như là không 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 cho bất cứ một người nước ngoài nào để mà nhập tịch đúng cả. Có nghĩa là đây thí anh dụ là như đúng rồi, đầu tiên vì chỗ đó, vì chỗ khó đó 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 anh, đúng rồi, ra khó lắm anh. khó lắm, khó lắm. Tôi đọc được một nguồn tin vui lắm, thì có một cô bé người Tây Ban Nha, người Tây Ban Ok. Nha, có cô ấy tên là cái tên Việt hình như An Tây hay là An Ok, Tây gì đó, vui lắm. Cô ấy là cái đẹp mà cô ấy đòi người mẫu của ok. Việt, đại khái là lúc nào tôi cũng không có rành lắm, nhưng mà có điều Ok. đứa nào đã post lên trên thì mình coi thôi. Tôi thấy Thì cô ấy rồi muốn là có quốc tịch Việt Nam mà để đại diện cho Việt Nam đi đi thi hoa hậu. Tôi buồn cười, đi đó thi đi hoa hậu gì đi kỳ đi vậy đi đâu có được, đấy, mà rồi mắt là mắt cái gì mắt xanh mũi lõ sao mà đại diện cho Việt Nam được. Nhưng mà cái điều đó mình không bàn, đúng rồi, mà bàn ở chỗ này có nghĩa là cô ấy đó, nói là cô ấy xin vào quốc tịch Việt khó lắm anh, Nam tại ở đây 20 năm rồi đúng rồi mà đúng rồi không được là không được. đúng rồi Đó, đúng rồi mình mới thấy là cái điều mà mình thấy là cái quốc tịch Việt Nam mà nó giá trị kinh khủng, nó giá trị kinh khủng. khó Là lắm bởi anh. vì tôi đã biết là ở Hà Nội đó nha, không phải ở Trung Nam, có những anh chàng Tây lấy vợ Việt sinh con đẻ cái cũng khoảng mười mấy 20 năm rồi mà cũng hoàn toàn không bao giờ đưa được từng quốc tịch Việt được. Cứ hết hạn visa thì đi chạy về nước làm visa chạy qua Pháp, có Anh, có Mỹ, có không bao giờ được quyền. Trừ trường hợp những cái trường hợp đặc số đột xuất á, chẳng như tôi thấy cầu thủ á, thì được quyền được đại diện cho Việt Nam mình thì có nhà nước Việt Nam mình là chủ tịch nước có thể là ký thế thôi, ngoài ra Ok. là không có ai được cả, Đúng ngoài rồi ra không có đó. ai được cả. Đúng Hình cái đó thấy thì là cái đúng rồi này. dạ, đúng Thì rồi. tại vì Việt Nam mình, Việt Nam là một quốc gia không phải là một quốc gia của Không phải Trung là Quốc hệ anh. Trung Quốc. Việt Nam mình mà người ngoại quốc ấy, mà xin được quốc tịch Việt Nam là cả vấn đề. Tôi thấy rõ ràng như là Rõ ràng. cái thằng chồng của nhà em tôi đó là tôi thấy mà nó ngồi nó cũng thấy anh Phượng ơi làm việc rất là cực, mà thấy mà nó cố gắng nó làm, mà nó Đúng làm rồi. rất là cực cơ, mà tới giờ này cũng chưa, tức là chỉ khơi 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 vậy thôi, tức là chỉ là thường trú nhân thôi, chứ còn cũng là rất là cực đó. Thành thử ra là mình không hiểu, có thể là sau này rồi nó họ thay đổi thế nào thì mình không biết, nhưng có vẻ Để có thấy thằng Kiên Giang hay vào thì nó hỏi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản nghĩa là sao, chú tầm rồi. Ok, đây Kiên Giang đây, chú giải nghĩa cho con nghe. Đó là một cái câu nói của cục tâm lý Nguyễn chiến Thiệu chiến tranh ngày xưa, chiến tranh chính trị ngày xưa của Nguyễn Thiệu hồi xưa, ổng tuyên truyền vậy thôi, thực chất cái câu đó nó sai hoàn toàn, nó sai hoàn toàn. Là bởi vì ở chỗ này là Kiên Giang à, ăn cơm quốc gia chó gì, ngày xưa đây có hai ông già nè, đủ có cơm đâu ăn, không có cơm còn là ăn gạo sấy, ăn ba cái đồ của quyền trợ của cấp ăn hỏi anh Phượng đó, đúng không? Không có gạo ăn, quốc gia đéo có gạo ăn. Bởi vì sao? Họ trong những cái làng mạc ở miền Tây, những cái nơi lạng sản chút lúa gạo, chiến tranh triền miên họ không dám ra đồng, họ không có làm bất cứ một cái chuyện gì cả, có đâu có gạo ăn, chỉ có ăn gạo Thái Lan, ăn gạo Mỹ hột dài hột ngắn, ăn gạo sấy rồi đủ thứ thôi. Thành ra cái câu đó rất là sai bét nghe, giải thích cho cái gian dễ hiểu nha. Mai mốt được hỏi lạng quạng đừng hỏi hỏi khác, bữa nào bữa nay tao vui tao không có muốn nói chuyện gì sốc tất cả là mình nói một cách khác mà tích cực, không có cái chuyện mà tiêu cực. Nhưng mà câu đó là sai bét luôn. Cái câu đó là Nguyễn Văn Thiệu nói, mà cái câu thuộc về sai bét. Còn cái câu này cũng nói trúng nè, đừng nghe những gì thì cộng sản nói mà hãy nhìn cộng sản làm. Mà thật ngày hôm nay mình mới thấy rõ rằng anh à, khi mình anh đi du lịch rồi anh cũng biết rồi, tôi cũng đi rồi tôi cũng biết rồi, họ làm những cái công trình mà mình thấy là mình hết hồn luôn. Vĩ đại, vĩ đại. Tôi nói cho ông nghe là tôi đi về Việt Nam 2 tháng rồi, tôi về đấy tôi chán nhất là cái gì không ấy,
chán nhất là buổi sáng tôi dậy tôi không biết toàn cái gì, tôi sẽ đi ra đây vô ngoài tôi có cái tôi Ừ. mà thức ăn ở đây anh, cái này bây giờ mình nói thật á, mình tại vì nhà không có người, nhà có hai vợ chồng thôi, mình nấu thì tôi nấu tôi ăn, mà Nó mình có càng nấu hụt anh đúng hụt không nghe này, đúng anh, mình đúng càng nấu đúng, thì nó càng dở chứ nó không càng ngon, thế tại nó vì không có tất nhiên ngon. thì Bởi vì càng sao nấu anh càng hiểu dở rồi, chứ khi sao nó đúng có tại thế thí dụ anh nấu cơm trong gia đình ăn á, nhiều người năm bảy càng người ngon thì hết anh rất là dễ nấu, đúng nhưng mà nấu cho hai người đúng ăn rồi anh nấu không được. Không lẽ càng nào nấu càng càng anh nấu dở canh, mà anh nấu canh có một chén canh về anh sao nấu, thế bởi vì nó khó khăn nấu. Điểm thứ nhất là điểm thứ hai, mình về Việt Nam mình thấy đồ ăn thức uống nó bán đúng đầy rồi. dãy ngoài đường cả, không cần phải nấu ra món gì, bất cứ cái gì cũng có. Khi chúng ta về Mỹ rồi, không phải là nói bên Mỹ Cái này không là có đồ chán ăn, nhhưng mà nó không mình có, nhưng mà nó khổ cái là mình không có cái sự lựa chọn, lắm, anh hiểu tôi không? Chán, mình chán. nó Thí dụ như buổi sáng thường thường chán qua đây tôi quen tôi ăn phở rồi, thí dụ vậy, thấy rõ ràng lắm 100 ngày là 99 ngày tôi ăn phở rồi, chán thấy không? Nhưng mà nó khổ nổi, ở Mỹ thì không có thư được. Mày ăn cơm lắm nguội hoặc là không ăn lúa mạch, ăn tôi ăn thấy lúa cái mạch, tôi mạch và là anh cái cơ hội mà mình bận 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 bịu mà còn phải đi làm mình nghĩ chứ bây giờ mình không phải đi làm đấy, mình ngồi đây cả ngày đó là đâu có chuyện mẹ gì đâu, cả ngày chỉ ngồi có đâu chuyện có ăn thôi gì, đâu có gì, mà bây đúng giờ không? mình Bà nghĩ có cứ chuyện ăn nó là chán nhất này, bây giờ không biết nấu gì đúng rồi, không biết ăn cái gì nữa, nhiều khi đúng ngồi chính thèm xác lắm anh, vậy. nhiều khi hôm qua đang ngồi tự nhiên biết tự nhiên thèm, mới thèm gì thèm không có thèm gì nhiều anh, thèm ly nước mía vậy giờ nó Đơn bao giờ giản nó quá, đơn giản mà đơn giản mà không tại có mới tôi là thèm đi nước kỳ đó mía mà không biết đó, tại tôi đang đi nước mía uống nổi thì cái thấy thấy đúng rồi đúng rồi. thèm đi nước mía thôi, còn tôi giờ tôi không thèm gì, thèm đi nước mía bỏ vậy thôi đã Cái hạnh phúc á nó rất là nhỏ nhoi trong đời thường, nó có những cái chuyện mà thực sự mình nghĩ không ra, không cần phải đau to búa lớn, cũng không cần phải tiền nhiều, cũng không cần phải tiền ít, có những cái chuyện nhỏ nhặt là được. Thí dụ như buổi sáng bữa nay anh ăn cơm tấm, thí dụ vậy, nhưng mà ở Mỹ làm gì có cơm tấm ở đâu, nhà mà ăn ở đâu mua đâu, phải có đi chăng nữa anh mới xách xe anh chạy cho nó đã đồ địa rồi xong về anh mới có anh ăn. Còn ở Việt Nam cơm tấm, phở, bánh xèo, bánh bèo, bánh đúc, bánh canh, rồi bún bò quê, rồi nói chung là hầu như nó đầy đường, có là anh tha hồ thích cái gì ăn cái đó. Đó là những cái chuyện rất nhỏ nhặt chơi của đời bây thường giờ mà mà cái hạnh phúc đâu. Ông cha anh ta thường cho nói hạnh phúc nó đi qua đường bao tử. bây giờ mà ai cho tôi ly nước mía là tôi biểu tôi làm gì tôi cũng làm Chết mẹ. biểu Nó biểu tôi nghiền nước kêu mía giống như xì ke rồi, chết ai mẹ nói rồi, đúng thèm nước mía ra tôi rồi. cũng cơm tại sao tôi không thèm gì cho thèm nước mía rồi ô thì tôi có tiền với lại mình thế này này tôi về đây cái bảo là ăn cơm ở Việt Nam đây cái là nó họ có nhiều đồ chua lắm mà mình ở bên này mình đâu có đồ Đúng chua rồi. đâu, mình ở Việt Nam mình ăn cái gì ăn buổi trưa ăn cái mẹ gì cũng có đồ chua cả, cái tôi nói cô vợ tôi em làm đồ chua ăn thử cái cô mới hôm qua hôm kia gì mua cà rốt về mua củ cải về nhà ngâm nó mình nhìn 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 mình cũng tại nó Bây nhiều giờ quá mình nhìn nó tôi ngắt anh lại, tôi ngắt anh cái một lời chút xíu nè, tôi ngắt anh để tôi trả lời cho thằng Kiên Giang chút xíu nè. Kiên Lan nè, thì không biết chú hiểu cháu cũng lâu rồi, nhưng mà không biết tại sao mà cháu lại có những cái lời nói và những cái suy nghĩ rất là ư là tiêu cực. Nó nói câu là ở Việt Nam thì cái gì cũng có nhưng mà không có tiền ăn đâu chú ơi. Nó nói lên cái câu gì, nó nói lên cái bản chất của con người của con không có cầu tiến, không có cầu tiến, có nghĩa là như vậy là em không có tiền hoặc là anh không có tiền hoặc là chị không có tiền, là chị cố gắng qua làm ra tiền bằng bất cứ giá nào. Tao nói cho mày nghe, sáng nay tao mới đọc một cái bài đứa nào nó nói rất là dễ thương, có một cậu bé 11 tuổi mà có một cái giọng hót ở đâu như miền Tây, hót giống như chim hay hót là có thể kêu 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 chim tới được luôn, mà mới 11 tuổi thôi, một tay thì bị tật, một tay thì còn lành lặn, không đi học mà đi bán vé số. Có nghĩa là khi người ta tàn tật bàn tay, người ta mù chữ, người ta không kiếm tiền được, hà cớ gì mày lớn già đầu rồi mày không kiếm miếng cơm mẹ. Cái chuyện nó vô lý, nó vô lý rất là kỳ cục. Thành ra nhiều khi con nói thì chú, nhiều khi chú cũng chẳng buồn trả lời, bởi vì con người ta sẽ hơn nhau có cái đầu mà thôi. Tao không cần mày phải là tiến sĩ, không cần mày phải bác sĩ, không cần mày phải là... cái hạnh phúc cuộc đời và hạnh phúc cá nhân của con lo chưa xong, bản thân của con lo cái bản thân, con nuôi cái miệng ăn một cái miệng của con không chưa xong thì nói làm cái gì mà đi ra ngoài mất xã hội mà lên trên mạng thì nó quắc bạch lắm, người ta buồn chữ thấy chưa? Để tao trả lời cho một câu, đời mốt đừng có hỏi những cái chuyện vớ vẩn như vậy nữa.
đã phàm làm con người thì đương nhiên cái chuyện là mưu cầu hạnh phúc đầu tiên là đầu tiên là mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình, cho mình. Mày hiểu điều đó chưa? Làm 500 ăn 50 thôi, còn để dành tiền để chịu ăn cái kia khác nữa. Ngày mai đi tìm bất cứ làm cái gì, thợ hồ thợ mộc xúc phụ hồ phụ mộc, là bất cứ một cái gì, bắt cá bắt tôm bắt gì, thế cha gì cũng phải phải hỏi gì cái kỳ cục ghế. Trời ơi, vậy thì thôi mẹ đâm đầu xuống chỗ nào mà chết mẹ đi, sống làm gì trên cõi đất này nữa. Ok anh tiếp tục. Ok Đó, chào anh. tính ra là khi mà không có tiền đó thì ở đâu cũng không có ăn rồi, chẳng phải Việt Nam Đúng không rồi, có một, anh biết nói là ở đâu vậy thôi. cái cho nó nói chuyện là bây giờ nói chuyện cái người mà nghèo nhá, cái người nghèo Việt Nam không có khổ bằng cái người nghèo Mỹ anh, mình ở đây mình biết này. Cái người nghèo Mỹ là rất là khổ, tại vì cái người nghèo ở Mỹ đó, tôi hồi mình ở ngay cái thành phố này ta làm không biết tiêu biết bao nhiêu tiền cho những người nghèo, mà đến cái kỳ, tại vì mấy ngày hôm nay này nó có cái trận bão đến này, tôi thấy người ta ngủ ngoài đường Đúng quảng rồi anh, cáo, thấy tôi nghe bảo. tôi làm thấy tội nghiệp, tôi nó không có thể từng mà mình đi ra ngoài đường ngay lúc mình cách đây mấy mình 5 6 ngày mình phải đi ra ngoài đường, trời ơi mình thấy người ta ở ngoài đường thấy tội nghiệp anh à. Mà tôi không hiểu, tôi thấy là tôi thấy rõ ràng tôi về Việt Nam đó, là tôi thấy là Để tôi đi tôi chó mẹ nào tôi không đi đấy, mà rồi thấy cái người mà để nghèo có trả đường lời có cho khó thằng Kiên Giang đâu, nữa. đấy đó Chú là không có muốn ra, chú không có muốn tranh luận với con để trả lời cho con nữa. Nếu con hỏi nữa là chú lóc luôn, chú không có thèm làm mệt quá. Nó nói là một đứa trẻ tật nguyền bán vé số mà chú hạnh diện hả? Ở đây ta không nói chuyện hạnh diện gì cả. Đứa bên nó tật nguyền đó, nhà nó nghèo thì chuyện rinh mặt mà ở nước Mỹ này hả? Không tật nguyền mà homeless đầy dẫy sống, thậm chí mới coi cái một cái clip mà ở Mỹ nó quay là cảnh sát đi dẹp cái dẹp những cái khu vực mà của những người homeless đó. Họ không tật nguyền, họ không bệnh hoạn, họ đầy đủ tay chân mà họ không có gạo họ ăn và sống lê thê lết thết, thậm chí vô rừng nó còn bị đánh bị đập nữa. Đó là gì? Đây Là này, do ăn ở. Rồi anh nói đi. tôi nghĩ thế này, có một điều thế này là người Mỹ mình thì Việt Nam nó chắc chắn là mình cho nào so với người Mỹ được, vì đây là hai cái xã hội rất là khác nhau. Xong Khác nhau. Mỹ là một quốc gia là rất là giàu có, mình thể làm so mình thể nào mà mang Việt Nam so với người Mỹ được, hai thằng Mà học ý ý tôi muốn nói cái này, ý tôi muốn nói cái điều là đã là xã hội, đất nước nào nó cũng vậy. Anh hiểu tôi nói không? Mỗi đất nước không có cái chuyện gì. Tại sao mà muốn so sánh bất cứ một cái gì hàng xóm của mày đi, mà đi so sánh cái đè đầu thằng Mỹ rồi mày so sánh là sao? Nó lạ luôn đó. mặt mặt thơm mà thằng Mỹ đâu có cái gì hay ho đâu đó, rõ ràng. Sẵn đây tao rồi, anh nói đi. thì tôi nghĩ là đó, thì cái chuyện bực tức về những cái điều gì mình không có thì cái chuyện đó là tôi rất hiểu, thì mình cũng hiểu, mình nghe anh nói cái chuyện người Việt Nam một người Việt Nam mình bực bội cái chuyện đó thì mình hiểu chứ, nghèo khó cực khổ thì bực bội, nhưng mà thế này này, mình muốn biết người mình hôm nay làm sao đó, thì mình coi cái ngày năm năm trước làm sao. Bây giờ đó mình nghĩ là bây giờ hiện tại bây giờ mình khổ, bây giờ hiện tại mình hiện hiện tại bây giờ mình khổ, có là 1 năm trước mình sao, 5 năm trước mình sao, 10 năm trước mình sao, thì lúc đó mình mới biết là người mình thế nào, chứ còn mình cứ ngồi ngay hiện tại bây giờ đó rồi mình nhìn qua bên Mỹ mình nói là bên Mỹ nó thế này thế kia, tại sao Việt Nam cũng được vậy, không phải vậy đâu, hai quốc gia nó hoàn toàn là khác, Văn hai hóa, quốc gia, lối sống, hai ngôn ngữ, tất cả cái đều gọi là khác biệt cả. nếu mà mình có muốn ở Việt Nam mình bực bội Việt Nam, mình có quyền tự do, mình có quyền mình kiếm cách này kia, mình không qua Mỹ được mình qua chỗ này chỗ kia, cái đó quyền tự do, chẳng giờ chẳng ai cấm đâu, mình muốn ra khỏi nước Việt Nam mình biến thành người này người kia, thế là thì cái chuyện đó là chuyện của mình, không ai cấm cản, người ta còn khuyến khích nữa, nhưng mà nếu mà mình ở lại nơi nào á, mình ở lại đâu á, thì đáng có cái điều tối thiểu đầu tiên đó là mình phải biết hài lòng mà cái nơi Đúng mình rồi. sống, mình phải hiểu rằng là bây giờ đó mình một ngày á, mình chỉ làm được nói ví dụ như 10.000, bây giờ mình có được buổi sáng mình có bữa cơm, buổi trưa mình có bữa cơm, buổi tối mình có bữa cơm, mà mình thấy mình đã khổ rồi đó, thì giờ mình nghĩ coi 10 năm trước, 5 năm trước mình sao, 10 năm trước Đúng rồi. mình sao, mình chỉ có khi nào mình quay lại mình nhìn cái quãng đường mình đi qua đó thì mình mới biết là mình đang đi tới đâu thôi, chứ còn mình không có nhìn lại quãng đường mình đã qua mình không có hiểu đâu.
Rất là dễ tại để vì so sánh. các nước mình phải nói một câu, có những người thí dụ như là những người mà thuộc cái dạng kêu bằng là người mà có những kiến thức cao thì họ mới có những giống giống như kiểu đạo Phật vậy, thì người ta gọi là khi chúng ta biết đủ là đủ, có nghĩa là con người ta mỗi người nó kiểu khác, anh học cao học rộng, có người dốt chứ, có người bù chữ, có người kiến thức rộng, có người làm nông, thì anh biết đủ đối với cái khả năng của anh là đủ. Anh hiểu tôi nói không? Anh làm nông thì anh không có thể nào anh đi kiếm bằng tiền bằng thằng kỹ sư cả, bởi đó là thuộc cái dạng giai cấp của một con xã hội. Anh giỏi thì anh kiếm tiền nhiều, tôi dở thì tôi kiếm tiền ít, nhưng mà anh phải đi kiếm chứ, anh không phải ngồi xong mà anh chờ lá sung rụng rồi xong ngồi há mỏ rồi anh nói tại sao tôi anh đã cứ đi làm, anh không bất lòng anh không làm mà anh đòi ăn, anh đòi hỏi cái chuyện chuyện rất là vô lý. Anh đồng ý tôi nói. Và anh nhất cái thứ hai nữa là anh nên soi sao anh không so sánh, anh chẳng biết mẹ gì so sánh cả. Nói một cách khác chăng nữa đó, nước Mỹ thành lập quốc năm nay gần 300 năm và chuyên môn nó đã có một cái sự xã hội, nó đã đi chinh phục khắp thế giới và nó đã có ổn định kinh tế từ lâu rồi, và một đất nước giàu nhất thế giới kể cả. Mà trong thế giới này có 182 nước, 202 nước là người ta mới được đó ra, mà nó là giàu nhất thế giới. À, một thằng thì bị chiến tranh triền miên, bị thực dân, bị thực dân, bị đô hộ, bị nô lệ cái hàng cả trăm năm mới phục hồi tay trắng dựng lên mất cái 20 năm. Mà mày lấy cái thằng 20 năm mà đi mày so sánh với cái thằng đế quốc, một cái thằng tư bản mà thuộc dạng giàu sổ nhất thế giới, sao kỳ vậy trời? Mày so sánh gì kỳ vậy? Chuyện lố bịch, mày thấy rõ ràng không? Nói cái chuyện mà chỉ có bao nhiêu thôi là mày tao thấy mày rất buồn cười rồi. Thôi cái chuyện của cái anh đó, cái gì đó thì mình nói vậy thôi cho nó cũng đủ rồi đó. Mình nghĩ là thế Đủ này rồi. nè, hiện tại bây giờ đó tôi không biết sao, nhưng mà như thế tôi thấy như anh đã sống được ở trên đất Mỹ bao nhiêu đó năm, anh làm việc với họ, anh đã đóng góp cái một phần sức lực Đúng của mình rồi. vào trong cái xã hội này. Rồi đến khi mà mình không còn sức khỏe, mình đã hết sức, cơ bản là Việt Nam đổ hết sức lao động, thì giờ mình lại tìm lại cái nguồn vui của mình, đó là mình lại trở lại thành một người Việt Nam. Người Việt Đúng Nam hoàn toàn, rồi. Việt Nam là hoàn nghĩa là Việt Nam người có giấy má đàng hoàng, chứ không phải là Việt Nam nói dóc. Tôi là cái thằng nói Đúng dóc rồi. nữa. Bây giờ kia ok anh, thì đầu tiên Rồi là chúc anh. mừng anh, thứ hai nữa là Rồi cuộc nói chuyện rất mỹ, chúc anh ở bên Rồi anh anh. là anh ở bên Việt Nam nói chuyện Việt Nam, xong bây giờ nói chuyện mình về đây đất Mỹ nói chuyện đất Mỹ chị nha. Rồi. Chu chà anh Rồi nha. anh. Cái đảo bên Hawaii nó có cái đảo đang Nó chu chà cháy. mà nó cháy, chu chà mà nó Nó cháy, mà sao mà tôi không hiểu tại sao mà nó cháy sạch sẽ không còn cái gì anh à. Nó cháy tức là mà nó cháy gì đâu mà nó bảo là nó chết 110 mấy người, mà bảo là cái trận cháy mà chết người nhiều nhất từ trước giờ hơn 100 năm nay cả đất Mỹ đây. Mà cái đảo nó có chung liền ngày, cái đảo đó mình có qua rồi, mình có ở đó rồi, mình biết mình qua mình nó chơi rồi hồi lâu rồi mà sao mà nó cháy gì đâu mà để đến sau này đó, đến khi mà mình cũng coi tivi trên đất Mỹ này không, nó là bây giờ nó có một đám người nó vô nó bảo là nó thì tại vì cái thành phố đó, cái chỗ mà nó cháy là nó cũ quá rồi đó, nhà rồi Dạ. bằng gỗ không à, thành thử ra bây giờ có những người có những cái tập đoàn họ mới họ vô họ thu dọn họ mua lại miếng đất bị cháy rồi họ xây dựng lại làm hotel khách sạn rồi đó, bây giờ thành thử ra cái chuyện cái vấn đề nó đặt ra là chính phủ ở đó đó họ có bằng lòng họ để cho người ta làm cái việc đó không đó, thì giờ họ đang tranh cãi cái chuyện đó. Ngày hôm nay là ông tổng thống Mỹ Biden là ông qua bên đó thăm viếng bên đó, chẳng biết sao mà chết.